Ok anh em ơi. Ok và hôm nay thì mình cùng với tất cả anh em sẽ vào con game Thiên Đường để chơi chốt nãi cũng như là bắt cầu kèo tham gia kiếm lúa. Chốt nãi nhanh kiếm lúa nhanh cùng với mình ở trong con game tài xỉu Thiên Đường ở chơi anh em ạ. Rồi ngày, ngày hôm nay thì cũng là à, buổi chiều rồi. Cũng bỏ chút thời gian 5 giờ thời gian rảnh rỗi vào đây kiếm một chút lúa. Ok chưa anh em, Còn game thì đường ở chơi thì có rất nhiều game như là game bài đổi thưởng hay những tự game tài xỉu xịn bò sóc đĩa bầu cua quay hũ sảnh game online bóng đá và sổ số, số đấy thao game cho anh em có thể là đi anh em ạ à, Bây giờ thì mình sẽ vào luôn đó là bàn tài xỉu mới năm anh em nhá vào luôn cái bàn này để bắt cầu đây rồi cầu này ra cầu gì đây à ra quần cầu tài anh em ạ quả này thì xu hướng này nó đang đi xuống hướng, xu hướng cầu hai em thấy đây nào hai xỉu này một tài hai xỉu một tài một xíu hai tài một xíu một tài hai xíu hai tài ui giời xu hướng cầu 2 này Đấy, à, xu hướng cầu hai khá là ngắn nha các bạn xu hướng cầu này thì đang đi xu hướng cầu ngắn thì với cái xu hướng cầu này thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục để bám cầu gì tiếp đây thì anh em chúng ta có thể là bắt luôn cho mình cái xu hướng đó là xu hướng cầu ví dụ chẳng hạn như cầu ở đây thì nó đang có xu hướng cầu 2 thì tay này mình có thể là bắt về cầu xỉu cũng được anh em nhé bắt nếu mà nó đang bắt với cầu 2 thì anh em có thể là bắt với cầu 4 cũng được. Còn nếu mà mình nhìn sang một chút cầu dây này thì có vị 2 và vị 3 đứng ở 5 và 6 đấy rất là cao. Ở đây thì có chạm khung cầu 3 ở giữa bảng cầu có chạm khung cầu 3, 11, 13 thì hay ra với con đứng con 15. Đấy và hai con tài lẻ thì thường thì mình hay bắt thêm một con tài lẻ nữa. Ok chưa nào anh em Rồi thì tay này thì mình sẽ lên cầu đó là cầu 1, 2, 3 Không bắt vị xỉu anh em nhé Bắt thêm một con tài này nữa Rồi ok Vậy là 6, 5, 2 Bú luôn cho mình một con tài 13 anh em ạ Đấy chuẩn chưa ba con tài này chưa anh em hai tài nẻ, hai tài nẻ nó bắt thêm một con tài nẻ nữa, hợp lý luôn đi, cầu kèo đi rất là thoải mái luôn anh em ạ, cầu kèo đi ở trong con game thiên đường của chơi đi rất là sướng luôn, rồi, vậy là đúng cầu 123 rồi anh em nhé, đúng với xu hướng cầu 123 rồi, rồi thì bây giờ thì sau khi mà về cái xu hướng đó xu hướng cầu 123 thì anh em chúng ta sẽ đi gì tiếp? Thì với cái xu hướng cầu 123 thì anh em chúng ta sẽ uh, quan sát ở đây thì đây là có ba con tài nẻ. ba à, con tài nẻ. À, 1 2 3 ba con tài nẻ. Rồi với ba con tài nẻ này có quả kép 13. Khung cầu ở đây thì vừa nãy thì có anh em quan sát là có con uh, 2 và con 3 đứng ở 5 và 6 đúng không? Thì bây giờ nó lại có 1 và con 2 đứng ở 5 và 6. Đấy, cứ đứng ở 5 và 6 này thì mình lại đi tiếp cầu tài, được chưa? Cứ đứng ở 5 và 6 thì mình lại đi tiếp cầu tài. Đấy, cứ chạm cầu do là mình đứng tiếp chạm cầu tài, được chưa nào anh em? Cứ chạm cầu to là đứng tiếp chạm cầu tài anh em nhé. Rồi ok, tay này bắt về cầu tài nào, xem nào. Rồi phải là 1 3 xuống luôn con xỉu đó, con xỉu 5, dường như là xuống một con xỉu khá là nhỏ anh em ạ. Xuống một con đấy con xỉu 5, một đây chạm cầu 31 rồi à, 511 này rồi thì bây giờ thì nó đã xuống chạm đôi một anh em nhé giữa vị hai và vị ba đứng ở chạm đôi một xuống luôn con xỉu năm xỉu nhỏ rồi thì với cái con xỉu 5, xỉu nhỏ này không cầu ba thì mình có bắt ba một một hay không khi mà đứng về không cầu ba anh em nhé chạm không cầu ba này thì chạm này anh em hoàn toàn anh em có thể là đi cho mình một cái xu hướng cầu đấy có thể là đi cho mình một cái xu hướng cầu đó là xu hướng <laughs> cầu xỉu được chưa anh em bắt cho mình một cái xu hướng cầu đó xu hướng cầu xỉu vì nó là một con năm con năm là một trong những con xỉu khá là nhỏ à, khá là nhỏ giống như tỷ lệ nó nên tài cũng hơi thấp hơi thấp anh em ạ và có chạm đôi một nữa nên là mình sẽ bắt luôn về cái xu hướng cầu xỉu Ở tay này mình làm phát chín củ đi chín củ bảy này ok chín củ nhá rồi đây một sáu rồi ok 162 4 luôn mình còn chỉ 9 anh em ạ 5 lên 9 tuyệt vời không anh em 5 lên 9 tuyệt vời không 5 lên 9 tuyệt vời không muốn luôn mình cầu xíu chứ còn gì nữa muốn luôn mình cầu xíu anh em nhá rồi ok sau khi là vì uh, xu hướng cầu xỉu anh em ạ và nó đã về phong không cầu 123 và về cầu 32 rồi 9 lên con 5 đây xỉu 9 lên con xỉu à, con chiều 5 lên con xỉu 9 này chạm 132 thì với xỉu 5 lên xỉu 9 form này anh em có bắt với 321 hay không thì ở đây thì mình thấy là con 2 và con 3 cũng đang rất là thấp thấp ơi là thấp luôn rất là thấp này thấp ơi là thấp anh em ạ rồi thì 5 và 9 này 5 và 9 này anh em nhé 5 và 9 này anh em tiếp tục anh em ạ anh em tiếp tục đi tiếp cho mình một con đó là về con à, xỉu nữa anh em nhé không bắt về cầu 1, 2, 3, 3, 2, 1, 5 và 9 này Chạm nó cũng rất là thấp Nên là mình sẽ tiếp tục và đi tiếp một cầu đó là cầu xỉu anh em ạ Rồi xem nào à, Vẫn tiếp tục về cầu tài à. Con này thì bẻ với con tài đó Con tài 13 Và chạm này thì nói về chạm cầu đó là chạm cầu à, 1, 1, 2, 3 và 3, 2, 1 Ok Vậy là chúng ta đã không có với quả cầu đó Có cầu 3, 3 1, 2, 3, 3 Rồi ok lên này rất là đều luôn đúng không Có khung cầu 1, 2, 3, 3, 2, 1 ở khung cầu nó rất là đều như này thì nối của cầu 123 cũng như nối cầu 321 thì sẽ như nào là anh em sẽ bắt cho mình về chạm xu hướng cầu đó là về cầu 22 ví dụ phát này nó về tài về con tài anh em nhé mà nó đứng cầu 22 thì anh em sẽ theo luôn 22 được chưa Đấy, rồi ta mình sẽ chốt luôn anh em nhé rồi đây chạm phong cầu đây chạm phong cầu đó chạm phong cầu 22 được chưa 123 321 bắt về cầu à 322 và nếu mà phát này nó có cầu 322 thì mình lại theo đều cầu 22 để chờ anh em cái này thì mình sẽ chốt đâu đó là 14 củ 14 củ tài 14 củ tài khung này nó rất là đẹp nên mình sẽ chốt một phát đó là 14 củ tài anh em nhé khung cầu này rất là đẹp đây 6 này ok 642 vũ cầu tài cho anh em rồi một tay chốt đâu đó là 14 củ 6 lụm luôn tay 28 củ Đấy, rất là dễ luôn bây giờ thì nó đã ra khung cầu đó là ra khung cầu 22 rồi và chúng ta có thể là theo cầu 22 hoàn toàn rất là dễ dàng. Đây, ra khung cầu 22 đúng chưa? Chúng ta hoàn toàn là theo 22 luôn và kiếm lãi luôn. Ngay anh em có thể là kiếm cho mình từ 3 đến 5 củ khi mà anh em dùng mức lúa nhỏ. Còn nếu không thì anh em có thể là dùng cái mức lúa to. Anh em chúng ta cứ kiếm lúa cái bình tĩnh chúng ta đi cầu kèo vào lúa nhanh ra lúa nhanh thoải mái hết sức cho anh em anh em nhé. Còn giờ thì thôi, còn lẽ thì tôi cũng xin phép là dừng clip ở đây. Nên tất cả anh em ở những clip sau với những phương pháp hay hơn, ok hơn. Và chúc anh em là hôm nay kiếm lúa thật là thành công và kiếm được thật là nhiều lúa, ok chào anh em Đấy, Cứ thoải mái đi cầu kèo, cứ thoải mái bắt cầu kèo cho mình anh em nha Tự tin lên, kiếm lúa còn nghiêm thiên đường ở chơi này thì cứ thoải mái đi anh em ạ Ngày hôm nay thì khá là ngon, chốt được đâu đó là 28 củ à, Giờ thì thôi, có lẽ thì mình cũng ra mình thu lúa về rồi anh em ơi Đấy